đừng hối hận vì coi chị là bạn nha. Ủa gì vậy? Bé Dương ơi, bé Dương, dậy dậy dậy. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, dậy quay clip cho mấy bạn coi kìa. Quay gì anh? Trời ơi, anh cũng không biết quay gì luôn á. Ngày hôm qua mình quay cuộc sống tầm màu đen á, trời ơi ít view quá chừng luôn, không ai coi hết á. Dạ anh không biết quay gì đúng không? Đúng rồi, ngày hôm nay mình quay cái gì khác đi. Vậy anh đi về đi, để Dung đi ngủ, khi nào biết quay gì là kêu Dung dậy nha. Tạm biệt. Cái gì vậy trời? Thôi chịu rồi. Thường thường là mình quay màu sắc á, là mình chơi theo màu sắc, là mình là người chơi. Bây giờ thì mình để cho mấy bạn chơi đi. Ô nghe hợp lý á, Dương cũng có thể nhớ ok á. Em thích màu gì? Em thích màu hồng. Rồi mình với Dương đã mặc đồ màu hồng rồi các bạn. Bây giờ thì bọn mình sẽ thực hiện thử thách đó, là đi nói chuyện với người lạ sao cho người lạ mặc đồ màu hồng giống như bọn mình là chiến thắng nha các bạn. Let's go. Rồi bây giờ mình với Dương sẽ đi thuyết phục người lạ mặc đồ màu hồng nha các bạn, xem rồi bạn đó có mặc hay không nha. Let's go. Rồi đi kiếm bạn nào người lạ đi. Có hai bạn này mà hình như hai bạn này đang yêu nhau thì phải. Cãi hai bạn đó đi. Rồi bây giờ anh với em mà thuyết phục hai bạn này đi. Chào hai bạn này. Chào. Bạn ấy hai kìa. Ở bạn ấy cho lại đây kìa. Rồi bây giờ thì mình thuyết phục bạn này đi. Bạn ơi, bạn có thể mặc đồ toàn màu hồng được không? Để xem coi bạn đó có chịu mặc hay không nha các bạn. Bạn đó bấm điện thoại kìa. Vậy hả? Có khi nào bạn ấy mặc giống mình không? Cũng có thể là bạn đó sẽ mặc bộ đồ màu hồng giống như mình trong âm thầm á. Âm thầm mà lặng lẽ đó hả? Đúng rồi. Trong thời gian chờ đợi bạn đó thì mình sẽ thuyết phục luôn mấy cái bạn gần đây luôn đi. Bạn ơi, bạn có thể mặc đồ toàn màu hồng được không? Bây giờ mình sẽ thuyết phục một nhóm bạn ngay chỗ này luôn nha mọi người. Thử xem mấy bạn này có nói hay không nha. Bạn có thể mặc đồ toàn màu hồng được không? Em mới mắc ạ. Thôi chịu rồi. Không mới mắc à? Không có đồ rồi. À giờ bạn này coi. Bà ơi, cấp 3 thôi chịu rồi. Idol quay TikTok à. Trời cái gì vậy? Mình quay YouTube nha. Trời ơi, có một bạn mà đồ màu hồng rồi nè. Đây là một bạn nam nha. Bà chịu rồi. Bạn mặc máy luôn trời. Bạn đó tham gia trò chơi mà bạn đó phải kiểu như là hy sinh luôn. Bạn đó mặc máy luôn các bạn. Đồ màu hồng luôn nè, váy hồng, giày hồng, ba lô hồng luôn. Rồi bạn nào hơn? Bên này nữa nè. Bạn bên đây cũng vậy luôn nè, cũng mặc đồ màu hồng rồi nè. Ok, vậy là bọn mình đã thuyết phục bao nhiêu người đây? 1, 2, 3, 4. Vậy là mình với bác Dương đã thuyết phục được 4 bạn mặc đồ màu hồng các bạn ơi. Ok, giờ bây giờ bọn mình sẽ quẩy nha. Rồi bây giờ mình với bác Dương sẽ thực hiện thử thách ở bên khu trung tâm nha các bạn ơi. Đó, bây giờ thì đi. Thôi em, kiếm một bạn người lạ đi. Ủa, bạn này hình như là treo hoạt rồi. Không biết, mình chào thử mình thay đồ một xíu. Ê, bạn này mới tìm cho anh nè, bạn này mới tìm. Ê, dạ, bạn này còn. Ê, gì anh ơi, đây, anh thấy chưa? Hai người luôn. Bây giờ anh với em một người thuyết phục một người đây. Đó, anh bạn đội nón, em bạn đội hổng đội nón đây. Anh Thanh hả? Anh Thanh quả. Ủa, giờ bạn này biết anh. Rồi, ngon rồi, thuyết phục đi anh. Đây, để anh thuyết phục bạn Panda. Đúng vậy. Rồi, bạn ơi, bạn có thể mặc đồ màu hồng được không? Mặc mấy chân đội đồ anh nha. Ý tưởng cho em được không ạ? Rồi, để anh ký cho em nha. Trời ơi, bạn này mới cấp 5 mà, thôi chịu rồi. Em không có đồ màu hồng, ôi, vậy là bạn này không có các bạn ơi, tại vì bạn này mới cấp 5 mà. Còn bạn ở đây có đồ màu hồng này nhưng mà chưa có hồng lắm nha. Yeah. Ấy có một bạn tự tìm đến mình nè. Đây. Quay chào, quay hello liền. Bạn ơi, bạn có thể mặc đồ màu hồng được không? Ok, bạn này nói ok em ơi. Mấy bạn này cũng đã cố gắng lắm rồi nha mọi người. Nó hồng được bao nhiêu đây là cũng khá là ok rồi đó. Rồi bây giờ mình với Bé Dương sẽ đi chỗ khác thuyết phục những bạn ở bên chỗ khác mặc đồ màu hồng nữa nha các bạn ơi. Let's go. Rồi mình với Bé Dương đã qua bên khu nghỉ dưỡng rồi nha các bạn. Bây giờ mình với Bé Dương sẽ đi thực hiện thử thách là thuyết phục người lạ mặc đồ toàn màu hồng nha. Let's go. Ở đây có hai bạn người lạ nè em. Ui đâu có chừng nè, để Dương hello bạn ý. Chào. Chào. Ủa, bạn bên đây treo rồi. Các bạn đã trả lời nè. Bạn có thể mặc đồ toàn màu hồng được không? Ủa, bạn này hết treo nè. Bạn ấy kêu được nha kìa. Được nha. Gì vậy? Đừng hối hận vì coi chị là bạn nha. Ủa, gì vậy? Dạ. Nhưng mình đã dướng vô một cái cuộc tình nào đó rồi em ơi. Đừng hối hận vì coi chị là bạn. Hình như là hai bạn đó đang yêu nhau hay gì á các bạn ơi, mình với Bé Dương sẽ gì vậy? Thế em có người yêu rồi mà. Thôi chịu rồi. Cái gì vậy kìa? Núp đi chứ không? Gì vậy? Cái chuyện tình của người ta. Chịu rồi. Vậy tức là anh biết gì không? Tức là bạn ấy thích cái bạn nam kia nhưng bạn nam kia có người yêu rồi. Gì vậy? Mới quen mà rắc thân. Mà bạn nữ này thích bạn nam kia mà bạn nam kia không chịu. Mà chị ở xa nữa không biết. Bạn nam này cũng thích bạn nữ này nhưng bạn nữ này ở xa. Trời, con bé tên là người yêu cũ kìa. Trời ơi, để vô đi xuống nhưng không tiếp. Trời, nhiều chuyện dữ vậy trời. Người yêu cũ. Chị không ở xa đâu. Ý là ở gần, có nghĩa là xa gần không quan trọng, quan trọng chỉ cần em yêu chị là được. Vậy đấy. Trời ơi. Chị ở đâu vậy? Chị ơi, anh yêu em hả? Đúng rồi. Chỉ là chị không chạm được tới trái tim em. Ủa gì vậy?
Vậy là bạn nam này có người yêu rồi. Đúng rồi, mà người yêu người không chơi chơi game nữa luôn. À, vậy hả? Vậy hả? Hiểu rồi. Ôi trời ơi. Sao không ngủ sớm đi cho khỏe? Đúng rồi các bạn ơi, bây giờ là khuya lắm rồi. Đó, 12 giờ 19 phút đêm các bạn. Có khi nào bạn nấu ngủ rồi nào? Người yêu của bạn Nam ngủ rồi nên là bạn này mới lên chơi game không ta? Em đang nhắn tin rủ người yêu ngủ đây này. À, vậy là bạn này đang nhắn tin rủ người yêu ngủ chứ không chịu ngủ trước. Cũng không biết hai bạn này bao nhiêu tuổi anh ha? Gì vậy? Tính xen vô cuộc tình của người ta hả trời? Có đâu, người ta thắc mắc chứ bộ. Anh mới chị anh cũng tò mò gì, anh còn dừng xe, anh đậu xe ngay đây, anh không chịu luôn kìa. Anh đang đợi em á em ơi. 2K8 học lớp 11 hả? 2K8 học lớp 10 bạn ơi, sắp lên 11 thôi. Đúng rồi chị. Hay lớp kìa, lớp gì? Lớp du. Lớp du. Vâng em. Ủa sao lại vâng ta? Sáng nay em mới thi. Thi tốt không? Không chúc em gì à. Ủa mới thi sáng nay còn chúc gì nữa trời. Ông này ổng thật chứ. Để ngày mai ta còn thi nữa trời. Em sai rồi, em vô tâm quá. Chúc em thi tốt nha. Ôi tình cảm thế. Cảm ơn chị Nhan. Ok em Nhan. Rồi bạn Nam bỏ đi mất dép luôn rồi. Nhưng nghĩ các bạn ấy sẽ quay lại chứ. Tại đây bạn đó đang chạy quay lại. Em biết ngay mà. Gì vậy trời? Không thể sai cuộc tình này được à. Anh ơi lại cho hai bạn ấy nói gì đi. Hai bạn ấy hết nói rồi kìa. Chị với em gặp lần đầu cũng như lần .. nha. Em biết .. là cái gì không? Không biết. Có nghĩa là gì đó ai biết đâu trời. Có nghĩa là lần cuối đó. Lần đầu gặp cũng như lần cuối nha. Chúng ta sau này không hẹn gặp lại. Tạm biệt. Ý bạn Nam là vậy á? Phải không nha, chứ nãy anh thấy bạn Nam đi rồi quanh lại á. Em thấy game này chán quá. Đó, ý là bạn ấy muốn nghỉ game rồi. Sao mà chán á? Đây đây các bạn ơi, đây là nữ diễn viên ngồi hóng chuyện. Có gì? Anh cũng đang hóng rồi gì nữa, anh ấy anh còn đọc nhiệt tình hơn Du luôn á. Vậy? Hai bạn ấy thì muốn chiều để dùng mắm theo. Để vô đi từ từ, hay không mà hai bạn ấy phát hiện ra dùng tí. Ờ, hai bạn này thấy anh quay hả gì rồi? Dạ. Thì đứng số cam xanh quay luôn rồi đó. Mình bị phát hiện rồi các bạn ơi. Mình đi núp thôi. Đó. Đi núp thôi. Rồi mình sẽ núp vô cái cây này nha. Ờ, anh làm như anh nhỏ bé cái gì trời, còn nhất quyết không? Đi núp nha các bạn ơi, bị phát hiện rồi. Gì đang hung nhau cái gì vậy? Dạ. À không, đứng cạnh nhau thôi, bạn nữ bạn ấy lắc cái đồ chơi kìa. Thôi mình đi thực hiện thử thách của mình đi em ơi. Ok, bye bye. Chúc hai bạn vui vẻ. Gì trời? Cái giờ. Rồi bây giờ mình với Dương sẽ đi thực hiện thử thách nha các bạn ơi. Nãy giờ hóng chuyện nhiều quá rồi. Thôi anh hóng á, Dương ngồi chờ anh hóng á. Gì trời? Nên hồi nãy vô nó kêu là anh ơi đừng có hóng nữa, đi quay clip cho mọi người coi đi. Anh kêu không chịu. Nãy giờ không thấy ai hết nè. Ơ, có mấy bạn đang câu cá nè, không biết là mấy bạn này có treo hay không nữa. Anh ơi câu cá làm sao treo được? Gì trời, ai biết được trời, là mấy bạn này hết sao. Ê, có chào lại kìa, chào lại kìa. Bạn này là người tốt. Bạn này là người chơi game, bạn này là bạn cài trai. Đó. Bạn có thể mặc đồ tàu màu hồng được không? Trận chút. Wow, bạn ơi. Đâu bạn... Được. Wow. Quẩy luôn. Ok. Tao nhảy xong rồi trời. Quẩy sao rớt nước luôn rồi. Ok, vậy là mình đã thuyết phục được một bạn bên khu nghỉ dưỡng rồi nha các bạn ơi. À, vậy là video của mình với Bây Dương đến đây cũng đã kết thúc rồi nha các bạn ơi. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Chào tạm biệt. Bye bye. Tôi miss you, bye bye. Yêu mọi người nhiều lắm.